Asukam tha ta chaham nigga he sami yo niso hati papinam vidya akusa gaho. Trước đây phóng túc quen nề chạy theo dục lạc u mê ở đời, nhưng nay niêm phục được rồi, như dùng móc sắt khiển voi tại tình hòa thượng giới đức. Dạ thưa con xin cảm ơn. Dạ cảm ơn chị Tina. Con sư mai Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con kính lễ chư tôn đức, con kính lễ chư quý hòa quý cô tu nữ. Sư mai kính chào chư quý cận sự. Con xin đọc pháp cú 326. Y đằng phú rê chít ta ma cha ri. Cha ri càng dê nít dê nít cha càng giá ta ca măng giá ta su khăn ta cha ta cha ta giác cha khăn nít gá hết xà ní dô ní sô hát thi bắp vít năng bắp bắp bá phiền năng quý cha á nú sắc gá hồ y đằng bú rê chít ta ma cha ri cha rí căng dê nít chắc căng giá tha cà măng giá tha su khăn ta đà chắc cha đắc cha khăn nít gà hết sa mi dồ ní sô hát thi bắp bít năng quý cha anh cú sắc gá hồ. Trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Bản phổ thơ hòa thượng Minh Châu. Trước kia phóng túng quang quen và nề chạy theo dục lạc u mê ở đời, nhưng nay niêm phục được rồi, như dùng móc sắt khiến voi tài tình. Bản phổ thơ hòa thượng Giới Đức. Dạ kính mời chị Lạc Lê. Dạ em kính cảm ơn chị Sương Mai. Dạ con Tâm Phương con kính đảnh lễ ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Dạ Nam Mô Bụt Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Kha Giá. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Con kính đảnh lễ chị Đại Đức Tăng với cô tu nữ. Mến chào tất cả Phật tử. Kính cảm ơn Huynh Quá Thá Ná. Dạ con xin đọc bài 326. Dạ. Y đằng bu rê chít ta ma cha ri cha ri khăn về ni cha khăn yat tha ka mang ya tha su khăn ta ya ta da cha hằng ni ni ga he cha mi yo si no a si an yo ni so ha thi pa pi nang wi cha a ku cú gát ha hồ. Dạ con nè. Y đằng bú rê chít ta ma cha ri cần về chát ta cần yát tha cà măng yát hà cú su khầm ta ya hà ni ga hết cha mi yo si si so hát thi bát vi nằng quy gia an cu sát gá hồ. Trước tâm này buông lung chạy theo ái dục lạc, nay ta chánh chế ngự như cầm móc điều voi. Và đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Trước kia phóng túng quan nề chạy theo dục lạc u mê ở đời, nhưng nay niêm phục được rồi, như dùng móc sắt khiến voi tài tình. Và đó là phổ thơ của Thượng Tọa Giới Đức. Và kính mời vị kế tiếp ạ.
Dạ, sa thủ kính cảm ơn Xích Tâm Phương. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, năm ông hai dạ. Dạ, hết giờ rồi nên Nhật Quỳnh cũng không dám mời ai nữa. Nên Nhật Quỳnh xin phép quý vị ạ. À. Dạ, sa thủ kính cảm ơn cô tu nữ Tệ Duyên. Cảm ơn Xích Trần Đạo, Xích Tina, Xích Sương Mai, Xích Tâm Phương. Nhà Vinh Quách Hà Ná đã hoan hỷ lên kệ kinh, chúng con cũng thành kính đảnh lễ tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã từ bi hoan hỷ cùng chúng con ôn bài pháp của kinh số 326. Dạ, con xin sám hối. Nãy giờ con bị phân tâm, con không biết có nên làm banner để sư giảng bài ngày hôm nay không, hay là sư làm lễ tưởng niệm, nên con đang phân tâm. Dạ, nếu sư chương trình sư như thế nào, sư có thể chat lên cho chúng con để có thể làm banner học bài pháp cú 327, sư giảng pháp. Dạ, kính con kính tri ân sư. Dạ, Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh lắng tâm thanh tịnh cung thỉnh pháp sư trước khi đạo tràng chúng ta được Đại Đức Tuệ Nhẫn giảng dạy bài học ngày hôm nay. Dạ, cảm ơn Minh Quá Tha Ná đã cho bài học. Nam mô Bích Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sân Kha Giá. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Da Ha Sa. Nam mô Ta Sa Pha Ga Wa To A Ra Ha To Sam Ma Sam Bo Da Ha Sa. Chúng sanh tất cả bốn hàng như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lỡ mọc đặng nhờ ánh sáng trò hoa lành đại tạng mùi hương. Pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ đường an vui. Phàm thiên vận ngầm ngùi khẩn khoản Phật nhận lời nhưng chẳng gì hơi. Viết lòng mở đạo dạy đời nhắm vương lộc giá ngày dời chân sang. Thuyết pháp đổ các hàng đệ tử có năm thầy trinh dự pháp từ. Đó là nhóm kiều trận như được nếm hương vị hữu dư niết bàn. Rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 hạ giáp vẹn toàn. Một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thừa ân phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian. Bởi nhân cơ tính rõ ràng thỉnh ngài thuyết pháp nói đàn tự bi. Chúng sanh ngồi khắp chốn ni tối mê cầu được tri vẹn toàn. Nam mô Bích Tha Giá. Và đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thịnh Đại Đức Tuệ Nhẫn từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học từ vựng duyên sự và ý nghĩa câu pháp cú kinh số 327. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng bích đến sư ạ. Dạ, Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con cung kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Sư thân chào tất cả quý cô tu nữ, thân chào tất cả quý Phật tử. Con cung kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, đại đức pháp tính cùng chư tôn đức tăng ở trong room. Và nhất là phước lành nào mà chúng con tạo được và chúng con mới thành lập được ngôi tâm bảo ở huyện Xuân Lộc, Đồng Nai. Và làm được chánh điện và bảo tháp nhỏ ở trên nóc rất là đẹp, thờ chư thiên với Đức Phật. Phước báo này kính dâng đến ngài đã ngài tỉnh giác, ngài đã là các bậc thầy của chúng con dẫn dắt khi mà chúng con được đến với lời dạy của Đức Thế Tôn, tri ân các bậc thầy tổ và nhất là đến sư trưởng. Bây giờ thì chúng ta đi vào bài pháp ngày hôm nay.
Và trước khi vào bài pháp bao giờ cũng vậy, sư xin nói một vài điều để chúng ta luôn nhớ. Hằng ngày chỉ có cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, màu, mùi, vị, và chúng ta chỉ có tâm và chúng kinh nghiệm cái đó, chứ không có con người nào ở đây cả. Và những cái đó nó sanh khởi liên tục mà chẳng ai khóc về cho nó cả, chẳng ai buồn, chẳng ai hiểu về nó hết. Nhưng mà chúng ta cứ luôn luôn nghĩ về những cái khái niệm, về câu chuyện mà chúng ta không biết đó là sản phẩm của vô minh. Vậy khi nào chúng ta hiểu rõ về cái thấy thì đó là bốn cái tỉnh giác nó sẽ sanh khởi. Chúng ta biết bốn cái tỉnh giác là gì? Là gì? Lợi ích tỉnh giác này. Thế nào là lợi ích tỉnh giác? Lợi ích tỉnh giác là khi biết được, khi thấy được cái hiểu biết về những cái thực tại, tức lợi ích vô bờ vô bến, tức là nó không đem mình chìm vào cái biển vô minh. Rồi gì? Mục đích tỉnh giác hay là mục đích tỉnh giác hay còn gọi là cái gì nữa? Mục đích tỉnh giác. Mục đích tỉnh giác là cái gì nữa? Rồi là khi mà chúng ta thấy được cái rất là điều lợi ích khi mà phát hiện ra cái đó, phát hiện ra những cái thực tại nó ngay trong đời sống của mình, đó được gọi là tùy thời tỉnh giác. Rồi sao nữa? Rồi là dần dần tâm của chúng ta nó trở nên vô si với các cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này. Đó gọi là vô si tỉnh giác. Cái vô si tỉnh giác đó chính là tứ niệm xứ. Bây giờ thì chúng ta đi vào bài pháp ngày hôm nay ha. Arahang samma sambuddho bhagava buddhan bhagavantang apivadimi Sakato bhagavata thammo thammang namassami Supatipanno bhagavato savaka sangho sangham namassami. Con nghiêm tình, thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ơn đức ba ngôi tam bảo cao thượng, Đức Thế Tôn đấng toàn chi diệu giác vô lượng từ bi. Ngài đã tự mình bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài thật xứng đáng là thầy cả chư thiên và nhân loại. Con xin nghiêm tịnh thân khẩu ý đảnh lễ ân đức pháp bảo. Pháp bảo là những phương ninh diệu dược chuyên chữa lành các căn bệnh phiền não nơi chúng sanh. Với những ai có niềm tin chân chánh, nghe và thực hành theo giáo pháp Đức Phật dạy, người ấy chắc chắn sẽ được an lạc đời này đời sau và chấm dứt sự khổ tự sanh luân hồi. Con xin nghiêm tình thân khẩu ý cung kính đảnh lễ tán dương ân đức Tăng Bảo. Tăng Bảo là đệ tử Đức Thế Tôn, các ngài là mô phạm cho quần sanh, là phước điền vô thượng cho chư thiên và nhân loại. Nhưng ai có niềm tin chân chánh, gieo những hạt giống lành đến Tăng Bảo, chắc chắn người ấy sẽ gặt hái vô lượng công đức phước lành, và nhất là thành tựu ba la mật và chứng đắc đạo quả, chấm dứt sự khổ sanh tử luân hồi. Phước báo do đảnh lễ ân đức Tam Bảo phát sanh lên, kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa, Long Vương, Càn Thác Bà, Súc Sanh, Ngạ Quỷ, Phi Nhân, Atula, Diêm Chúa, và kính chư phước lành này đến tất cả các cô tu nữ cùng chư Phật tử ở gần ở xa ở khắp mọi nơi. Xin quý vị tùy hỷ phước báo thanh cao này và có tâm tính thành nghe diệu pháp và chứng đắc đạo quả ngay trong kiếp sống này và trong giáo pháp của Đức Thế Tôn vô thượng. Nam mô Buddhaya. Dạ, hôm nay thì chúng con lại tiếp tục giảng chia sẻ bài kinh số 327, pháp cú, câu pháp cú 327 ở phẩm voi. Ở phẩm voi thì chúng ta biết là phẩm rất là dài và có rất nhiều những cái câu pháp cú rất là đặc biệt và nghĩa lý rất là thâm sâu, rất là khó hiểu. Và thường thì chúng ta không để ý vào những cái sự sâu sắc của nó, mà chúng ta để ý vào cái câu chuyện thì chúng ta sẽ không biết. Qua cái bài pháp này cũng vậy, chúng ta biết là các ngươi hãy thỏa thích sự không phóng dật. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là mình phải làm cái này cái kia để không phóng dật, nhưng mà nó không phải.
Chút nữa chúng ta sẽ được nghe cái dự pháp. Trước khi vào chia sẻ thì con xin đọc cái bài pháp cú này. Appamada rata hotu sacitam anurakkhatha dukkha uttha ratha tanang panke satto vakuncharu appamada rata hotha sacitam anurakkhatu dukkha uttha ratha tanang panke satto vakuncharu. Nghĩa việc được ngài dịch là: các ngươi hãy thỏa thích trong sự không phóng dật. Quý vị biết ngài nói các ngươi là ai ở đây không? Là người đã nghe dụ, đã nghe lời dạy của Đức Phật và đã thấy được pháp, đã thấy được tứ niệm xứ. Khi mà thấy được cái con đường nữa rồi đó, thì ngài chỉ khuyên các ngươi thấy được rồi đó thì hãy thỏa thích trong cái sự không phóng dật. Hãy phòng hộ tâm mình. Chúng ta biết nè, phòng hộ tâm mình là khó nhất, và chúng ta tìm mọi cách để phòng hộ tâm. Người ngu thì đi lao đầu vào các dục lạc, còn cái người á thì muốn đi ra thì muốn mình làm được một cái điều đó đó thì mình dùng cái cách này cách kia để mình chế ngự, làm theo cái tâm này, theo cái ý của mình, nhưng mà chúng ta không biết được đó là ý niệm về ngã, tà kiến ở đó. Như vậy chúng ta thấy được nè, khi mà chúng ta hiểu được thực tại thì mới gọi phòng hộ tâm được, bởi vì thực tại nó chỉ sanh có một điểm ở đó rồi nó biến mất liền. Mà thấy được nó thì đó là phòng hộ. Thấy được nó là rỗng không, là vô thường, khổ và vô ngã. Thấy nó là không ai cả. Thấy nó chỉ mang bản chất riêng của nó trong thời điểm đó và nó diệt mất rồi. Nó sanh ở một lần một trong vòng sanh tử luân hồi thôi, nó không sanh lại nữa. Đó gọi là phòng hộ cái tâm này này. Thì khi mà chúng ta hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ thấy thế giới này không có đàn ông, không có đàn bà, và tất cả những cái gì xưa nay chúng ta ấy chỉ bị chúng ta nằm mộng trong cả ngày và đêm, mơ tưởng về những cái tướng lý mít tá của nó thôi. Và những cái phương pháp thực hành của chúng ta là chúng ta thấy là nó sai bét bè bè luôn. Hãy đưa bản thân ra khỏi chốn khổ đau, tương tự như con voi bị vướng trong cái vũng bùn, cố gắng đem thân ra khỏi cái bãi này. Như vậy đem thân ở đây là gì thưa quý vị? Đem ra để soi thấu cái ngũ uẩn này, nó rỗng không, vô thường, khổ, vô ngã. Chúng chỉ là cái thứ lương giá tan hoại, chứ không phải là cái thân vật chất, mà các cái ngũ uẩn bị vô minh, bị tham ái trói buộc này đó, cởi cái tà kiến đó ra. Như gọi là tương tự như vậy, khó phải không? Khó nhất đời sống này của chúng ta đó, thì khó nhất là chúng ta bị tà kiến thôi. Vậy thì chúng ta thấy chúng ta học giáo pháp của Đức Phật á, ngày nào mà tà kiến mà chúng ta chưa thể tháo ra được nó, chúng ta còn bị dính mắc vào phương pháp này, phương pháp kia, thực hành kiểu này, thực hành kiểu nọ, hay là dễ vui phóng dật, thì chúng ta nhớ một điều: mình chưa hiểu gì về chánh pháp của Đức Phật hết.
Còn khi nào mà chúng ta chợt nhận thấy cuộc sống một pháp nó rất là tự nhiên trong đời sống hàng ngày, mà chúng ta chỉ nghe dược pháp đúng, mà chúng ta chợt thấy ô, chỉ có mỗi cái thấy, đang thấy một cái đối tượng thị giác đó, rồi lại một cái đối tượng thị giác khác in dấu vào một cái thấy nữa, lại sắc khởi, không phải cái đối tượng thị giác này, không phải là đối tượng thị giác kia, do vậy cái thấy này không phải là cái thấy kia. Như vậy thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được, à thì ra nó duyên sanh là như vậy, đối tượng thị giác này nó cần phải có nhãn căn và cái nhãn thức này. Như vậy nhãn thức nó thấy cái đối tượng thị giác này là khác, và nó thấy đối tượng kia thì là khác. Như vậy thì chúng ta thấy nè, lúc đó chúng ta cũng thấy là cái uẩn của cái thấy này nó khác, và cái uẩn của cái thấy kia nó khác. Cái thấy của cái uẩn này đôi khi nó nằm duyên cho tham, nhưng mà cái thấy của cái uẩn của cái thấy bên này đôi khi nó nằm duyên cho thiện hay cho chí. Như vậy lúc đó chúng ta thấy năm uẩn nó không ngoài thấy, nghe, ngửi, nếm, được xúc chạm, tứ thánh đế nó hiện khởi ở ngay đây. À, ha. Đó thì chúng ta ra khỏi cái chỗ này, như con voi này nè, dùng cái sức mạnh của nó khi nó vào bãi lầy, nó giúp thân nó ra khỏi. Thì cũng vậy, chúng ta chớ có phóng dật, dùng cái như lý thắc ý, nghe diệu pháp và bám chặt vào những cái thực tại thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày này. Dần dần tâm của chúng ta nó khắng khích, nó không còn mê đắm trong bất cứ cái gì nữa, nó chỉ thiên về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày này. Nó cảm thấy thích thú bởi vì cái nguồn thực tại này nó sanh ra cái trí tuệ. Ngoài cái thực tại ra không có cái gì làm cho trí tuệ sanh khởi cả. Thiền định nó cũng không bao giờ làm cho trí tuệ sanh khởi, vì thiền định là cái trí tuệ nó làm cho an tịnh, chứ không phải là cái thiền định nó sanh ra trí tuệ. Bởi vì cái đối tượng của nó không phải là để phát sanh trí tuệ, mà chỉ có những cái gì là thực, là chân thực, là những cái pháp nó mang cái bản chất riêng của nó sanh khởi trong đời sống một ngày, thì cái đó, cái đối tượng đó nó mới làm cho trí tuệ sanh khởi mà thôi. Do vậy là rất là khó, thậm chí mà được nghe các bậc hiền trí giảng giải về cái điều đó thôi là đã không có rồi. Ừ. Thì lấy đâu ra mà có duyên để mà nó sanh khởi. Do đó mà chúng ta phải lưu ý cái điều này. Ừ. Đừng có bao giờ rời những cái điều đó ra. Bây giờ thì chúng con xin chích nghĩa từ vựng. Appama darata hotu na, Đức Phật dạy là các ngươi hãy thỏa thích trong cái sự không phóng dật. Appama darata là một cái hợp từ. Á, tiếp động ngữ á cộng với pamada cộng với rata, nó là một cái nhóm từ hay hợp từ thuộc về nam tánh, mà trong cái câu kệ này chúng chia theo chủ cách số nhiều, là cái thỏa thích trong cái sự không phóng dật. Appamado, appamada là phóng dật, còn appamado là không phóng dật. Phóng dật chỉ cho cái gì? Chỉ cho cái sự dao động, si mê, si ám đối với cái thấy, nghe, ngửi, đếm, đụng trong đời sống hàng ngày, bị nhiễm đắm vào những cái sắc, thinh khí, vị xúc bên ngoài mà không hiểu chúng chạy theo. Appamada là danh từ nam tánh, là sự không phóng dật. Tiếp đầu ngữ á là không. Còn appamada đó là một cái danh từ nam tánh chỉ cho cái sự phóng dật, sự dao động. Còn cái từ rá tá, căn của nó là căn răng cộng với tá, nó là rá tá tí,
Nhưng mà ở đây câu kệ này nó chia theo quá khứ phân từ, tức là đã được thỏa thích hay là đã được trung thành. Hô thá là cái căn của nó là căn chu, nó là cái động từ ở đây chia theo tha động thể là hãy, hãy là hay lên là, lên trở thành, lên trở thành. Và tiếp theo nữa cái câu pháp cú là sacitta manu rakkhata, hãy phòng hộ tâm mình. Sacitta, sacitta nó là một cái nhóm từ thuộc về trung tánh, chia theo đối cách, chỉ cho tâm ở nơi mình. Xá là một cái tính từ, nghĩa của nó là chính mình hay là với mình. Và qua đây thì chúng ta thấy thế giới này ở mọi nơi, mọi khoảnh khắc, mọi đời sống chỉ có gì? Chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp. Như vậy tất cả những đối tượng thị giác nó đều là sắc hết. Tất cả những âm thanh đều là sắc vô chi. Tất cả những cái mùi vị đều là sắc vô chi. Tất cả những cái cứng mềm dầu là chúng ta cho đó là đàn ông, đàn bà, con cái, vợ chồng. Nhưng khi chúng ta xúc chạm vào nó thì chỉ là cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Chứ không, ở đây không có thế giới, và bất cứ thế giới nào cũng không có lấy một con người nào cả. Chỉ có những thực tại đang diễn ra theo nhân duyên của nó mà thôi. Cái nóng thì không thể là đàn ông, đàn bà được. Cái thấy thì không thể là đàn ông, đàn bà. Cái thấy chỉ đơn giản là cái thấy. Cái thấy nó chỉ thấy cái đối tượng thị giác có ở ngay đó mà thôi. Tinh dấu và nhãn căn mà thôi. Như vậy thì cho chúng ta thấy trong mọi khoảnh khắc, khi mà chúng ta hiểu biết được những cái thực tại này rồi thì chúng ta mới biết được rằng là tất cả mọi phương pháp đều dẫn đến lầm lạc và tà kiến hết. Con đường chân đạo rất là khó đi, và chúng ta cứ nghĩ rằng những cái người khác thuyết giảng này kia nghe có vẻ phương pháp này hay đúng này kia, nhưng mà cái đúng đó không phải đúng theo pháp duyên sanh mà Đức Phật dạy. Nên là chúng ta không có ra khỏi sanh tử luân hồi. Người nào mà thấy được pháp duyên sanh, người đó không bao giờ chạy theo cái phương pháp nào. Người đó sẽ không bao giờ có sự phóng dật. Như vậy thế giới này chỉ có tâm, tâm sở và sắc pháp. Như vậy chúng ta thấy ví dụ pháp nó không phải trong cuốn sách, phải không? Lúc mà chúng ta ăn cơm, nấu nước, đi ngủ, làm mọi công việc ngay đây, ngay đây, ngay đây bây giờ cũng có những cái chức năng của ví dụ pháp, như là cái thấy, cái nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, phải không? Rất là thật, phải không? Nhưng mà chúng ta luôn quên về nó. Chúng ta chỉ nhắc, ôi ở đây nằm phước nhiều quá, ôi ở đây này cái kia, ôi anh này như này kia, ôi bà này như kia. Nhưng mà chúng ta không biết, chỉ có cái nóng, cái lạnh, cái cứng, cái mềm, cái màu, cái mùi, cái vị. Và cái thế giới này chỉ có thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng thôi, không có cái chi nữa cả. Cái đó có dễ hiểu không? Xin thưa rằng Đức Phật không ra đời, không có ai giác ngộ được. Nhưng mà người ta tưởng cái đó rất là dễ. Ô, tôi thấy đó chứ. Tôi thấy thì rất là dễ thôi, phải không ạ? Nhưng mà để hiểu cái thấy không phải là tôi, đó mới là con của Đức Phật. Tiếp theo nữa là cái từ Anurakkhata. Anu cộng với Rakkha, cái căn của nó là căn Rakkha. Nó là một cái động từ, ở đây chia theo tha động từ là cách số 2.
Thứ hai mà số nhiều là các ngươi, các người hãy lên phòng hộ. Hãy lên phòng hộ. Phòng hộ gì? Phòng hộ sáu căn. Cái tiếp đầu ngữ là á lú, là dọc theo, hay là theo sau, hay là kế. Như vậy chúng ta biết là á lú sáu tí, tức là chánh niệm. Khi mà chúng ta hiểu biết về các thực tại trong đời sống hàng ngày rất là rõ, thì chánh niệm khi mà một cái pháp nào đó nó sanh khởi, thì do nghe, do khéo tác ý đó mà chánh niệm nó tiếp cận ngay sau đó. Với cái thực tại đó thì chánh niệm đó được gọi là chánh niệm của tứ niệm xứ hay của bát chánh đạo. Mà cái chánh niệm đó nó mới làm duyên cho Niết Bàn. Cái chánh niệm đó mới làm, mới kết hợp với để trí tuệ, tuệ giác thực sự. Chứ còn chánh niệm thì nó có nhiều lắm thưa quý vị. Trong lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ ý, nó đều có chánh niệm hết á. Nhưng mà chánh niệm của năm nộ thì nó yếu, như chánh niệm trong cái thấy, chánh niệm trong cái lộ nhãn, lộ nhĩ, lộ tỷ, lộ thiệt, lộ thân thì nó vô cùng yếu, nó chỉ là có thiện thôi. Mà chánh niệm trong lộ ý thì chúng ta biết nó chia ra rất nhiều những cái khoảng khắc của nó. Lúc mà chúng ta làm phước, lúc chúng ta giữ giới, lúc chúng ta trì giới. Chính vì vậy nên là chúng ta có rất nhiều những cái khoảnh khắc chánh niệm đó, nó có thiện đó. Nhưng mà cái khoảnh khắc của tứ niệm xứ thực sự chúng ta phải nghe đúng diệu pháp, nghe về những cái thực tại trong đời sống hàng ngày này, nó mới sanh khởi. Vì không được nghe là không bao giờ nó sanh khởi. Những người nào chưa nghe về nó, mặc dầu nó có mặt ở đây, nhưng mà không được ai nhắc về nó, thì nó bị vô minh quên mất nó, không bao giờ mà thấy được. Do đó mà chúng ta quên mất, quên mất thực tại đang là rất là khó. Chúng tôi chỉ làm cái nhiệm vụ xứng đáng là con của Đức Phật thôi. Đó là còn tùy theo quý vị. Như vậy thì chúng ta biết cái từ á lú là cái dọc theo, theo sau kế. Một cái từ khá tức là phòng hộ hay là bảo vệ. Phòng hộ, bảo vệ. Như vậy là chúng ta biết là chánh niệm là gì? Chánh niệm là nó không quên thiện. Nhớ nha. Chánh niệm nó sanh khởi là nó không quên thiện. Không quên những điều thiện. Và chúng ta thấy khi nào mà chúng ta hiểu được chánh niệm thì mới có chánh niệm. Chứ còn có rất nhiều có khoảnh khắc có chánh niệm nhưng mà không có cái hiểu về chánh niệm đâu. Bởi chính vì vậy chúng ta nói là chánh niệm nó không có cái hiểu. Nên là cái pháp đó nó không đủ năng lực của nó đâu. Nhưng là bao giờ cũng vậy, chánh kiến nó phải đi đầu là như vậy đó. Nhớ nha, nhớ cái chánh kiến nó phải đi đầu. Chánh kiến mà không thiết lập được về pháp trong đời sống hàng ngày, và chúng ta không có thấy, thấy nghe ngửi sống, thấy nghe ngửi xúc chạm trong đời sống hàng ngày, chúng ta không hiểu nó, thì không thể nào có chánh niệm được. Nhớ như vậy. Mà chánh niệm thì nó không có sự hiểu biết, nên là chức năng của chánh niệm nó có rất nhiều ở trong tâm chúng ta, nhưng mà cái sự hiểu biết thì nó sanh lên rất là ít. Mà nhất là tứ niệm xứ với lại tứ thánh đế nữa, là phải nghe pháp của Đức Phật một cách rất là cặn kẽ, từng ly từng chút một để nghe về nó, nghe hết ngày này qua ngày kia, hết năm này qua năm, hết kiếp này qua kiếp khác. Bao giờ nó đủ đầy về sự nghe thì nó liễu ngộ Niết Bàn. Còn các bạn có thực hành một cái gì đó đi chăng nữa thì nó chỉ là vô minh và tà kiến thôi. Chúng tôi dám khẳng định với quý vị một điều là như vậy. Nếu như người nào hiểu pháp duyên sanh thì sẽ rõ cái điều đó. Không có ai có thể làm cho chánh niệm mà sanh khởi được hết. Chánh niệm nó sanh chỉ bởi duyên của nó. Tham cũng vậy, sân cũng vậy, cái thấy cũng vậy, cái đối tượng thị giác cũng vậy. Không có bất cứ một ai chọn lựa được cái gì ở trên đời này. Nếu mà chúng ta không có một cái tinh thần vô ngã như vậy thì đừng bao giờ nghĩ rằng đến với giáo pháp của Đấng Như Lai tối thượng được. Không, chúng ta phải thực sự là con của Đức Phật. Chúng ta phải là một cái người thật sự chân thật, từng bước đi rất là cẩn trọng thì mới đến Niết Bàn, chứ không phải là nói một vài câu nói như vậy là xúc phạm giáo pháp.
tối thượng của Đấng Thế Tôn. À, chứ không phải là chúng ta nghĩ mấy cái người nói chuyện đao to búa lớn á, là mấy người đó đang xúc phạm giáo pháp của Ngài, chứ không có tốt đẹp gì đó. Nhưng mà cái thấy cái nghe, đừng có nghĩ nó là đơn giản. Cái đó là bạn đi địa ngục đó, mà cái đó cũng là bạn nhận chân ra được các pháp, nếu chi được tí tứ thánh đế. Bỏ cái thấy cái nghe trong đời sống hàng ngày sẽ không hiểu được pháp duyên sanh, không có hiểu được cái thấy là quả của nghiệp, và sau cái đó là phiền não, là nghiệp tạo. Tiếp theo nữa, cái từ Dukkha Uttha Ratthapanang là hãy đưa bản thân ra khỏi chốn đau khổ. Hãy đưa bản thân là đưa đâu? Hãy chấm dứt cái dòng nghiệp lực luân hồi, chấm dứt vô minh, không có tạo tác thêm những cái ngũ quẩn mới trong tương lai nữa, để phải sanh, phải già, phải bệnh, phải chết, phải sầu bi khổ ua hai nữa. Nghe như vậy là đủ rồi, thấy như vậy là đủ rồi, nếm như vậy là đủ rồi, ngửi như vậy là đủ rồi, xúc chạm như vậy là đủ rồi, sân hận bực bội khó chịu như vậy là đủ rồi, thiện pháp chi chi như vậy cũng đủ rồi. Tất cả trên đời này chúng ta chỉ quằn quại với đất nước lửa gió, chúng ta chỉ giận hờn với chúng, đau khổ vì chúng, nhưng mà chúng chỉ là vô chi vô giác, là biến hoại, là đổi thay, là vô thường, là vô ngã. Chúng không có theo ai cả, bởi vì chúng là đất nước lửa gió mà, làm sao mà chúng theo ai được? Cho nên là phải hiểu được cái điều đó. Mà hãy đưa cái bản thân ra khỏi chốn khổ đau. Dukkha, cái từ đú, căn của nó là căn gâm. Nó là một cái danh từ nam tấm. Ở cái câu kệ này là chia theo xuất xứ cách, là khỏi chốn khổ đau. Đó, khỏi chốn nỗi khổ đau. Chốn nào là chốn khổ đau? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chứ không phải là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đâu. Bất cứ khi nào, dầu là thân Đức Phật hay thân của vị A-la-hán, các ngài cũng không có giữ nó, vứt bỏ. Thế mà có thân là có khổ đau, khỏi chốn khổ đau. Tiếp động ngữ đú là xấu ác, căn râm tức là chỉ cho cái sự đi. Còn cái từ Uttara Thapanang gồm có hai cái từ ghép lại, đó là Uttara Thá và Atanang. Uttara Thá, căn của nó là căn tha. Tiếp động ngữ út, nó là cái động từ. Ở đây chia theo tha động từ, số nhiều là kéo lên hay là rút ra khỏi. Tiếp động ngữ út là lên, và căng tha là nắm giữ, nắm giữ. Atta năng, danh từ Atta đó, năm tánh, ở đây chia theo đối cách là mình hay là bản thân mình, chỉ cho bản thân mình. Tiếp theo nữa là cái từ Panke Sato Wa Kunchakro, tương tự như con voi bị vướng trong cái vũng bùn cố gắng đem thân ra khỏi cái bãi lầy. Panke, pan cá là một cái danh từ nam tánh, ở đây chia theo định sở cách là trong vũng lầy. Cái từ Sato đó, căn của nó là căn sát, đúng là Satati đó, nhưng mà ở đây chia theo quá khứ phương từ gọi là sắc tô. Nam tấm và chia theo chủ cách là đã bị vướng hay là đã bị lúng. Tức là chúng ta đã bị chìm vào cái biển vô minh, biển ái, biển lậu hoặc này. Và trong cái ngũ quẩn này, chấp thủ cái ngũ quẩn này. Nên là những cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu, vô minh lậu, chúng làm phát sanh ra phiền não. Như vậy chúng ta thấy là
phiền não là nó nương vào dục lậu, hữu lậu, kiến lậu mà sanh ra. Nhưng mà phiền não không phải là lậu. Như vậy chúng ta thấy phiền não nó không phải là lậu. Lậu thì nó vi tế, nó xa xôi hơn. Phiền não thì nó phát sinh trong đời sống hàng ngày, nhưng mà nó phải lương vào lậu. Nên chính vì vậy mà nó cứ tương tác. Mà nó lậu ở đâu? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, khẩu, ý của chúng ta trong đời sống hàng ngày. Những cái gì chúng ta quen thân, quen biết, chùa, chiền, sư này kia, đều là chúng ta gặp nhau một chút xíu là lúc đầu là thiện pháp, chứ ba bữa là lậu nó xanh này. Ôi ông này dở quá, ông này tệ quá, ông này kia đó, lậu đó, phiền não đó, chứ không có tốt đẹp gì đâu. Chúng ta thấy nó có mặt ở khắp mọi nơi. Chúng ta gặp lúc đầu thiện pháp nó xanh, bữa sau rồi nghe một hai câu đó là chúng ta có thấy được nó không? Có phải là do thấy mà phiền não mới lậu hoặc sanh không? Và bây giờ thì Ngài Thích Minh Châu, Ngài dịch là: hãy vui, không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo, như voi bị sa lầy. Như voi bị sa lầy. Đó là bản dịch của Ngài Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, câu kệ số 327 được Đức Thế Tôn khi Ngài thuyết, Ngài ngự ở Chitavana và đề cập đến con voi tượng, một cái tượng voi tên là Pavaraka của quốc vương Pasenadi. Và Ngài thuyết đến kệ ngôn này, và được nghe rằng thì con voi này nó đã hết cái sức mạnh vì nó đã già lua rồi. Một hôm thì đã đi xuống hồ tắm, bị mắc lầy, nó không còn đủ sức để vươn lên khỏi cái bùn lầy. Thì mọi người thấy vậy mới bàn tán xôn xao. Thì cái tượng, cái con voi này nó mới nói rằng chưa có kiệt sức. Vì sự kiện này thấu đến tai đức vua và Ngài truyền lệnh cho cái người quản tượng đi cứu cái con tượng khỏi cái đầm này. Thì ông cho đánh trống và chiêng để mà triệu tập mọi người như đã sẵn sàng để lâm trận. Thì lúc này con tượng, con voi này nghe những cái tiếng trống chiêng mới này, người hô hoán như vậy á, thì tâm nó bừng lên, để nó tạo ra những cái sức mạnh và nó rút cái chân ra khỏi cái đầm này. Và khi thấy như vậy á, chư tỳ kheo chứng kiến như vậy á, thì các ngài mới đi về, mới trình sự việc này bạch trình lên bậc đạo sư. Và ngài mới dạy rằng: này chư tỳ khu, tượng ấy cố gắng rút mình ra khỏi cái đầm lầy, cũng vậy các ngươi hãy tinh cần rút ra khỏi cái đầm lầy phiền não. Cho nên các ngươi hãy nỗ lực như con tượng ấy. Rồi ngài thuyết nên cái bài kệ ngôn rằng: các ngươi hãy thỏa thích trong chánh niệm, hãy tinh cần canh phòng tâm, hãy giúp mình ra khỏi đầm này như vậy. Và ở đây chú giải thì có giải thích rằng cái câu Appama Darata nè,
các ngươi hãy thỏa thích trong sự bất khinh xuất. Từ sát chít tăng nghĩa là hãy căn phòng tâm trong các cảnh trần, như là sắc trần vân vân, đừng để nó chạy theo. Còn cái từ xâm lô nghĩa là con tượng, cố gắng rút chân ra khỏi đầm này lên bờ được như thế nào, thì các ngươi cũng hãy nhiệt tâm nỗ lực rút ra khỏi cái đầm này phiền não, thành đạt niết bàn như vậy. Dứt thời pháp thì chư tỳ kheo chứng quả vị A-la-hán. Và cái câu cuối này cho chúng ta thấy được rằng là chúng ta không để ý đọc kinh điển, rằng là suốt quá trình ai ai hầu như là nghe Đức Phật giảng dạy xong, khéo như lý tác ý với cái pháp Ngài đang giảng dạy đó mà giác ngộ, hay là các bậc thánh thuyết. Và thời buổi chúng ta bây giờ thì tìm mọi cách để thực hành, để đào tạo một cái pháp môn và vô lượng những cái pháp môn trường thiền tứ niệm xứ khác nhau, và đã bẻ gãy cái thánh pháp của Đức Phật. Và chúng ta rất mau chóng thôi, chúng ta sẽ không còn lấy được hương vị diệu pháp nữa. Đó là một sự thật. Pavirakha bị xa lầy, già yếu không mong thoát khỏi đây, quảng tượng phất cờ rung chống chẳng, nàm voi phấn khởi vượt lên ngang. Tỳ khu lợi dưỡng cũng xa lầy, chẳng thể tự mình thoát khỏi đây, Đức Phật đóng vai người quản trọng, giúp tích tượng Pavirakha. Kính bạch chư đại đức tăng, kính thưa quý vị, chúng con vừa trích nghĩa từ vựng mà đọc xong bài kệ. Và đến đây thì cho chúng ta thấy một người kiên trì để lắng nghe được diệu pháp cho đến ngày giác ngộ là một điều rất khó. Tâm của chúng ta nếu không có sự hiểu biết đúng đắn từ những bậc hiền trí thì tâm của chúng ta sẽ nghiêng ngả. Nghiêng ngả đủ mọi cách thức. Chúng ta không có đứng vững được nơi tự thân của mình. Mà người nào giảng dạy diệu pháp chỉ để cho có hội chúng đông, có hội chúng theo mình, theo cái cách thuyết giảng của mình, theo cái cách truyền đạt của mình, theo cái cách mà ý niệm về ngã của mình, thì không tài nào mà người nghe mà trí tuệ nó sanh khởi được hết. Mà người trí thì luôn luôn chỉ nói lên những gì Đức Phật dạy, và phải thực sự hiểu về nó. Và qua câu kệ này thì Ngài dịch là hãy vui không phóng dật. Làm sao mà chúng ta có thể vui được trong diệu pháp? Chúng ta có thực sự vui được trong diệu pháp không? Chỉ khi nào mà chúng ta thấy pháp, chỉ khi nào chúng ta thấy những cái khoảnh khắc thấy nghe cứ quay đi quẩn lại, rồi xâm hợp với những cái thứ gì đâu đâu không à, thì chúng ta thấy sao mà khổ quá, cuộc sống này nó khổ quá, hết cái
thấy rồi lại nghe, hết nghe rồi lại ngửi, hết ngửi rồi lại nếm, hết nếm rồi một chút cảm thọ vui, chút cảm thọ buồn, để chúng thay đổi, rồi ngủ say, ngày mai thức dậy. Cũng chỉ thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm với những cái cứng mềm, nóng lạnh đó. Kiếp trước vô lượng cũng chỉ là như vậy, kiếp sau vô lượng cũng chỉ là như vậy. Có tạo bao nhiêu thiện pháp, bao nhiêu phước báo, thì cũng chỉ kinh nghiệm những cái màu, cái mùi, cái vị, cái cứng, cái mềm, cái nóng, cái lạnh. Mà cái ác nghiệt nhất là những cái bộ xương hôi thối bọc bằng da ở trong đầy phẩm, ăn những xác chết quanh năm, rồi gọi là ăn yêu người thương, rồi sầu muộn ở trên đó, và bản chất của nó vẫn là những cái ngũ quẩn khác nhau tan hoại, thì thật là tồi tệ, phải không? Thật là đau khổ. Bây giờ chúng ta nhắm mắt lại đi. Có con người nào ở đây không? Quý vị có nhìn thấy chúng tôi ở đây không? Nhưng mà cái duyên của cái pháp nghe nó vẫn sanh khởi, phải không? Nó là ai? Không. Chỉ có một âm thanh được nghe là cái nghe sanh khởi. Nhưng cũng có người mặc dầu đang ở rung này nhưng mà người ta không nghe. Suy nghĩ sanh khởi, bực bội sanh khởi. Đó chính là nhân duyên của chúng. Pháp là như vậy, không có ai có thể điều khiển được cái gì cả. Nếu mà chúng ta thấy được pháp như vậy, liệu chúng ta có phóng dật không? Chắc chắn là chúng ta sẽ giảm phóng dật rất là nhiều. Nhưng mà hằng ngày thì chúng ta thấy mâm cao cổ đầy, chúng ta thấy người này người kia cúng dường, tiền bạc phú phê, xe hơi chạy thoải mái, chúng ta không có thấy pháp là đau khổ. Chúng ta thích được lời khen, chúng ta ghét cái sự chê chấp. Và đó là cái gì? Đó cũng chỉ là pháp thôi. Vậy hằng ngày chúng ta làm phục vụ cho ông chủ tham, ông chủ si. Suốt cả ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, kiếp này qua kiếp khác. Mấy khi nào chúng ta hiểu được khoảnh khắc thật sự của cái thấy, thấy một đối tượng thị giác, chỉ là một đối tượng thị giác, mà không phải là đàn ông, đàn bà, không phải là cái chi chi cả không? Nếu mà chúng ta không thực sự thấy được nó thì chánh niệm ở đâu mà có, trí tuệ ở đâu mà ra? Pháp học nó không thể đoạn diệt được phiền não, nhưng mà không có pháp học đúng và đủ cho nó thì không có ai đi được trên cái con đường bát chánh đạo cả. Nhưng mà pháp học học về cái gì? Học về cái con mắt của mình này, tai mũi lưỡi này. Học thực sự về nó đó mới gọi là pháp học. Pháp học nó chỉ cho các cái pháp nó nổi lên á, rồi trí tuệ nó tiệm cận cũng là đó thôi, nó trở thành pháp hành. Pháp hành không phải là đi thực hành, mà là trí tuệ đã được lớn lên từ sự hiểu biết lắng nghe lời diệu pháp từ Đức Phật dạy,
suy tư, nghe, hiểu, thấm sâu và chợt tỉnh. Lúc đầu là nó chợt tỉnh. Cũng vậy, khi mà chúng ta lúc đầu chúng ta chưa được nghe những cái dòng pháp đó, thì giờ chúng ta được nghe thì tâm của chúng ta nó chợt tỉnh ra khoảnh khắc đó. Nên là ngay đó thì tâm nó nắm bắt và nó bồi bổ các cái duyên lành cho cái con đường bát chánh này. Nó mới là đúng diệu pháp của Đức Phật. Khi nào mà chúng ta nghe đúng như vậy thì chúng ta không bao giờ chạy ra bên ngoài, chúng ta không bao giờ mê đắm trong đối tượng. Tâm của chúng ta lúc nào cũng yên vui, bởi vì quý vị biết sao? Chánh niệm luôn luôn đem đến những cái diệu pháp kỳ diệu. Chánh niệm, tại vì chúng ta không có thưởng thức được cái chánh niệm, khoảnh khắc của chánh niệm thực sự Đức Phật dạy lên là chúng ta phải bám vào những cái danh, cái lợi, cái tầm thường của cuộc sống, chứ không có gì khác hết á. Như vậy chúng ta thấy thực tại nó cũng bấy nhiêu đó thôi. Tâm của Bậc Thánh sống với cái đó thì khác. Tâm của Chư Thiên sống với thực tại đó là khác. Tâm của người có giới hạnh sống với cái thực tại đó là khác. Còn tâm của Dạ Xoa, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, nó tương tác với đối tượng thị giác đó là khác. Nhìn cái đối tượng mà nó ưa sân hận, nhìn cái đối tượng mà nó đói khát, nó nhìn cái miếng ăn, nhìn cái miếng ăn nó nhào vô, nó bốc, nó hút rồi kia đó, nó thể hiện ra thôi chứ có gì đâu. Phải không? Khi mà chúng ta đi đâu, chúng ta nhìn vào năm dục, nhìn cái cách của người đó sử dụng cái năm dục này, nhìn với cái thái độ đó như nào, phẩm hạnh nó tự nó nổi lên thôi. Hãy vui, không có phóng dật. Người muốn không có phóng dật, người đó phải nhàm chán năm dục. Người đó phải hiểu biết về năm dục là gì. Chỉ là những cái màu thôi mà nó nhốt cuộc đời trầm luân của chúng ta đến vô lượng rồi. Mà cái màu này màu vô chi mà chúng ta lại cho nó là cái gì đó đó chứ. Chỉ là những cái âm thanh thôi. Âm thanh thì bao giờ cho nó hết? Âm thanh là vô lượng vô biên. Như vậy mỗi người nghe những cái âm thanh ở vùng miền, ở nơi chốn khác nhau lên là những cái suy nghĩ về nó khác nhau, những cái thọ tưởng hành khác nhau. Nhưng mà chung quy là âm thanh, nó cũng chỉ là âm thanh. Nhưng mà chớ có đùa giỡn với nó. Người ta chém giết với nhau bằng âm thanh, người ta đoạt mạng sống của nhau, nhưng mà cũng do âm thanh mà làm phát sanh lên trí tuệ, phát sanh lên sự hiểu biết. Như đó, ở đây chúng ta đã rõ biết được là Đức Phật dạy hai pháp là gì rồi, phải không? Nghe và như lý tắc ý, đó chính là minh, duyên của minh. Nghe và không như lý tắc ý, đó là duyên của vô minh. Và chúng ta đã giữ được những cái màu mùi vị này ở đâu được không? Không. Mà chúng ta không cần tìm nó thì cuộc sống này nó cũng chỉ có nó thôi.
Màu thì nó không biết nói, không biết cười, không biết vui, không biết buồn. Âm thanh thì nó không biết vui, không biết buồn, không biết nói, không biết cười, không biết giận, không biết hờn. Mùi vị cứng mềm cũng vậy. Như vậy có phải là chúng ta đã si ám về chúng, mặc dù chúng ta mang chúng cả một đời, chúng ta nghe diệu pháp của Đức Phật, mà kể cả chúng ta có nghe đúng được rồi, thì chúng ta còn phải mất vô lượng thời gian để mà trí tuệ nó sanh khởi cho đầy đủ ba la mật, mới liễu chi được tận tường của các pháp. Đừng ai nghĩ rằng cái nghe là dễ hiểu, ngửi là dễ hiểu, đếm là dễ hiểu. Nó chính là quả của nghiệp đó. Nên là cái duyên của nó chính là nghiệp duyên đó. Nhưng mà phiền não thì không phải là nghiệp duyên à. Phiền não nó sanh khởi này là thường cận ý duyên à. Hai cái duyên này nó khác nhau à. Phiền não nó tạo ra nghiệp, nghiệp nó tạo ra quả. Nhưng mà quả thì nó lại do nghiệp duyên nó sanh ra. Nhưng mà phiền não thì nó không do nghiệp duyên, mà phiền não cái duyên của nó là thường cận ý duyên. Thường cận ý duyên tức là khi chúng ta tiếp xúc với xúc nó sanh thọ, thọ sanh ái à. Chứ không phải là chúng ta nghĩ này. Khi mà chúng ta không hiểu được nó, lấy cái tư cách nào chúng ta hiểu được nhân duyên của nó? Rồi khi mà chúng ta không phóng dật đó, là bởi vì chúng ta thích thú với diệu pháp của Đức Phật. Nó cứ sanh trí tuệ, nó sanh trí tuệ, mỗi lần sanh trí tuệ thì nó hiểu được phiền não. Mà nó hiểu được phiền não không phải của tôi, không phải của ta, nó vui lắm. Chứ không phải là chúng ta chặt phiền não, cắt phiền não, đoạn gì phiền não, không phải. Mà là trí nó hiểu phiền não chỉ là một pháp, tham chỉ là tham thôi. Tà kiến thì không phải là tham. Tà kiến nó thuộc về khổ quẩn. Nó là vừa là phiền não và nó thuộc về khổ đế. Tham thì nó lại là cái gì? Nó vừa là phiền não nhưng nó không thuộc về khổ đế mà nó thuộc về tập đế. Vậy chúng ta vui không phóng dật là như vậy đó. Chúng ta hiểu được nhiều cái pháp như thực nó hiện khởi rồi nè. Nó là cái niềm vui. Đức Phật dạy cái tứ niệm xứ này nó đem đến cho con của Ngài có cái niềm vui luôn luôn, có cái sự mà thích thú hiểu các pháp như nó đang là. Vô minh chưa được hiểu thì làm sao mà diệt vô minh, tà kiến chưa được hiểu làm sao mà diệt tà kiến, cái thấy chưa được hiểu thì làm sao mà hiểu được quả của nghiệp, phải không? Đức Phật dạy hãy vui không phóng dật. Ngài nói là sao? Ngài khuyên các con của Ngài, luân hồi là khổ đau. Và kiếp người là vô cùng ngắn ngủi. Và kiếp người là vô cùng là quý báu, bởi vì có mắt, tai, mũi, lưỡi đầy đủ, có 6 căn. Nên là cái tâm ý được sanh làm người rất dễ dàng phát triển được sự hiểu biết, sự đoạn tận các nhiễm ô. Và hơn nữa là Ngài đã thấy ra được cái con đường tứ thánh đế, thấy ra được Niết bàn. Ngài chỉ con của Ngài hãy vui không phóng dật, bởi vì
Ngài đã đến cái hương vị giải thoát vô cùng cao thượng, tối thượng đó. Và cái pháp này nó dành cho những cái con người không phóng dật, mà làm sao để không phóng dật mới là cái quan trọng. Chứ không phải chúng ta cố gắng tinh tấn, chúng ta ngồi đó một đống thù lù ở đó, chúng ta cố gắng, chúng ta ép mình vào một cái gì đó gọi là không phóng dật, không phải. Không phóng dật là chúng ta sống một đời sống an nhiên, tự tại. Chúng ta nghe diệu pháp một cách thâm sâu và lắng nghe khi đối tượng thị giác đến. Hay biết khi chúng có mặt, nếu chúng không có mặt thì biết chúng không có mặt. Và chưa có cái hiểu về chúng thì phải hiểu rằng chúng cũng đã diệt rồi. Và phải hiểu rằng không có ai có thể chọn lựa được đối tượng thị giác nào sẽ in dấu vào đây con mắt này. Nếu mà chúng ta hiểu được từng khoảnh khắc như vậy thì chúng ta sẽ không còn tầm cầu, không còn đi tìm một cái gì pháp ở đâu nữa cả. Bởi vì ở ngay đây, nếu không có cái nghe thì sẽ có cái thấy, không có cái thấy thì cũng sẽ có cái ngửi, không có ngửi thì cũng có nếm, không có nếm cũng có xúc chạm, cũng có cứng mềm nóng lạnh. Không có cái đó thì cũng có cảm thọ vui, cảm thọ buồn, hay cảm thọ không vui, không buồn, hay là suy nghĩ, hay là tham, là sân. Và chưa có ai rời khỏi thực tại được cả. Chỉ có thực tại sanh lên và trôi đi mất thôi. Dầu có ai có hiểu hay không hiểu thì chúng cũng sanh lên bởi duyên của chúng và chúng trôi đi mất. Hiểu được chúng thì thoát khỏi khổ đau, mà không hiểu được chúng thì chúng cũng diệt mất rồi lại sanh lên. Rồi lại sanh lên, sanh lại tức là không phải là cái này sanh lại đâu, mà ngũ uẩn mới nó sanh ra, nhớ nha. Chứ không phải là này cái mà đó sanh rồi nó sanh lại, không phải. Cái sanh rồi nó chỉ sanh một lần thôi, nhưng mà nó có duyên, nó còn tích lũy, nó lại tạo ra những cái ngũ uẩn mới, những cái uẩn mới. Nhưng mà uẩn nào thì nó cũng chỉ là sắc, thanh, hương, vị, xúc. Cũng chỉ là gì? Là tâm, tâm sở, sắc pháp trong mọi khoảnh khắc. Không có con người hay ai đó cả. Hãy vui không phóng dật. Người nào mà thấy luân hồi là đau khổ, thấy ngũ uẩn là rỗng không, là tan hoại, là những cái bãi tha ma nghĩa địa đầy làng, đầy xóm. Trong nhà nào cũng chỉ có những cái tử thi chưa chết. Chưa được chôn mà thôi. Những cái thành phố không đèn, rồi những cái thành phố có đèn. Bản chất cái thân ở hai cái nơi đó nó đều giống nhau cả. Ở thế giới này chúng ta có tìm cái gì ra được ngoài cái âm thanh không? Mùi không? Màu, vị, cứng mềm, nóng lạnh không? Sắc pháp thì nó chỉ có như đó thôi. À, chúng ta muốn đi tìm thêm một cái gì đó để làm gì, hay là chúng ta đang sống trong mơ, trong mộng, với những sự tưởng tượng mà không có thật, thì làm sao chúng ta hiểu được lý tứ thánh đế mà Đức Phật dạy? Đức Phật dạy mắt là vô thường đó. Cái gì vô thường là khổ hay lạc đó? Bạch Đức Thế Tôn là khổ. Cái gì khổ, cái đó là vô ngã. Thời cái đó có được gọi là ta và của ta hay không?
Như vậy thế giới này chỉ có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, sắc, thân, hương, vị, xúc, pháp. Ngoài âm thanh ra thì có cái gì để chúng ta mê không? Ngoài mùi ra thì có ai có cái gì để chúng ta mê nữa không? Ngoài màu thì chúng ta có gì để mê nữa không? Ngoài cứng mềm nóng lạnh ra thì có gì để chúng ta mê không? Ngoài những cái bộ xương giáp nối bằng thịt da gân xương tủy thận, bằng đất nước lửa gió, và hàng ngày phải nuôi chúng bằng những cái xác chết rắn rùa, voi cá, gà heo này, và chúng cũng vô chi nữa. Cả một đời chúng chưa nói cho bạn biết là chúng là ai hết. Chúng không có phiền muộn với ai cả. Khi nào mà chúng ta hiểu như vậy thì cuộc sống này không đáng để phóng dật. Bởi vì chúng ta biết chắc rằng kiếp người là cực kỳ khó kiếm. Mà nhất là được gặp Tứ Thánh Đế, Tứ Diệu Đế của Đức Phật lại càng thêm. Đã vô lượng rồi tích lũy mới có được ngày hôm nay để nghe diệu pháp Đức Thế Tôn chứ không có dễ gì. Và chỉ cần một thoáng qua thôi, ngày mai chúng ta có thể là con rắn, có thể là một con chó, có thể là một con bò, có thể là kẻ bần cùng. Mặc dầu hôm nay đang đắp một chiếc y, người ta cúng dường, người ta đảnh lễ, người ta hô hào, người ta tán thán, Nhưng mà phiền não và nghiệp ở trong đó. Là bất định, không ai nói trước được điều gì cả. Nhưng mà chắc chắn một điều rằng là mọi cái kiến thức nó đều sẽ mất đi. Nhưng mà cái hiểu biết về khoảnh khắc này thì không bao giờ mất được. Khi nào mà chúng ta hiểu được một khoảnh khắc, cái thấy chỉ thấy đối tượng thị giác, cái thấy không có vui, không có buồn, không có lạc, không có khổ, và cái thấy cực kỳ ngắn ngủi, chúng chỉ có một sắc la thôi. Còn động lực thiện và bất thiện chúng có tới 7 nè. Vậy chúng ta thấy hàng ngày á, thấy nghe ngửi nếm đụng suốt cả ngày, ít khi nào chúng ta có được một khoảnh khắc hiểu về chúng. Còn chúng ta nghĩ, ôi cái người này nói cái câu chuyện này, câu chuyện kia, thì chúng ta nghĩ rằng chúng ta hiểu rồi. Nhưng mà cái đó là cái biết trên ngôn từ, chứ không có cái hiểu nào ở trong đó hết. Ngoài thực tại ra thì không có cái gì làm duyên cho trí tuệ được cả. Trí tuệ thực chứng thì nó chỉ tiếp cận với thực tại thôi. Nó không có thể xuyên qua khái niệm được. Chính vì vậy chúng ta thấy con đường tứ niệm xứ và con đường tứ thánh đế là vô cùng khó. Đâu phải là chúng ta dịch cái cuốn sách này, cuốn sách kia xong rồi là chúng ta nghĩ cái đó là giác ngộ, đâu phải. Không phải.
tại nào thực thấy, thực biết về chúng trong đời sống hàng ngày. Nó đang có mặt ở đây nè, cái thấy đang có mặt ở đây, cái đối tượng thị giác đang có mặt. Khi nào mà chúng ta hiểu được nó thì chúng ta không có phóng dật, nên Đức Phật ấy hãy vui không phóng dật. Mà khi nào mà chúng ta thấy được thực tại đó thì chúng ta cảm thấy rất là vui. Bởi vì vui cái gì? Bởi vì nhiều đời đến bây giờ chúng ta mới nhận chân được sự thật, chân lý. Mà không có cái gì mà nó thích thú bằng nhìn ra được sự thật. Như vậy chánh pháp của Đức Phật đem đến niềm vui là nhìn được sự thật thôi. Bởi vì ngày xưa chúng ta sống trong giả dối, no tan suy nghĩ buồn phiền với những câu chuyện của đời. Nên là nó phiền não đau khổ. Còn chúng ta sống với sự thật thì nó không bao giờ đem đến hại ai hết trơn á. Sự khi nào mà chúng ta sống với sự thật thì nó không đem đến cái sự hại ai cả. Bởi vì chúng ta hiểu không có ai để hại. Còn nếu chúng ta không hiểu được nó đó, thì suốt ngày đàn ông, đàn bà tiền bạc, nhà cửa nó hại tôi này kia, tôi cúng cái này, tôi cúng cái lọ, tiền não cả một đống à. Chúng ta có làm việc phước gì đi chăng nữa mà chúng ta quên phát triển hiểu biết về cuộc sống này, về thực tại này, thì kể như là chúng ta xa rời với chánh pháp của Đức Phật, xa xa lắm luôn. Nên Đức, câu này Đức Phật dạy không, hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý. Khéo phòng hộ đây không phải là chúng ta thực hành một cái điều gì đó, chúng ta ngồi ở đó, chúng ta cố gắng nhắm mắt rồi chúng ta làm một cái điều gì đó, không. Mà chúng ta thấy ra sự thật của cuộc đời là chỉ có các yếu tố à, tham thì biết là có tham, sân thì biết là có sân. Như vậy là khoảnh khắc đang có sân thì không có tham ở đó, không có thiện ở đó, thì chúng ta mới thấy ồ, thế giới nó chỉ có mỗi một khoảnh khắc độc cư, nó nổi lên và biến mất thôi. Thì lúc này nó đã diệt rồi, nên chúng ta không còn thiên chấp về đâu nữa cả. Chỉ có thấy hiện tượng sanh và diệt đúng như đó đang là. Khéo phòng hộ tâm ý này, khéo phòng hộ như vậy đó. Rất khó. Con đường chung đạo không phải dễ. Và chúng ta luôn luôn bị đi lệch ra cái quỹ đạo của nó. Vô minh nó đẩy chúng ta xa rời cái chánh pháp Đức Phật. Tại sao cái thấy, cái nghe, cái ngửi, nếm nụm xúc chạm suốt ngày mà chúng ta lại không có một chút hiểu biết nào, mà chúng ta còn đòi đi ngồi đi tìm một cái gì đó để chúng ta hành cái này đắp cái kia, thì chúng ta đang đi tìm cái gì vậy? Hãy vui không phóng dật, khéo phòng hộ tâm ý, kéo mình khỏi ác đạo. Có phải đời sống này đã vô lượng, tất cả chúng sanh do không hiểu về cái thấy, đối tượng thị giác, nên chúng sanh mê đắm, rồi đưa đến đọa xứ, đưa đến hành ác không, đưa đến ba hành ác không? Có phải là do âm thanh, phải không? Do nghe, do không hiểu về cái nghe, về cái được nghe mà đưa đến ba hành ác không? Có phải do nếm, do mùi, không hiểu được chúng mà đưa đến ba hành ác không? Có phải là do xúc chạm, không hiểu biết được chúng mà đưa đến ba hành ác không? Hay còn cái gì nữa thêm không? Về ác đạo ở đâu? Chúng ta
không hiểu biết về cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái đụng, xúc chạm trong đời sống hàng ngày, thì chắc chắn là trước sau thì chúng ta vào ác đạo dài dài mà thôi. Bởi vì nó chính là quả của nghiệp, và nó cũng do có cái thấy, cái đối tượng thiền giác đó mà xúc nó duyên cho thọ, thọ nó duyên cho ái, ái nó duyên cho thủ. Như vậy chúng ta đã xa lầy trong sáu cái căn này và sáu cái căn khác đã nhiều nhiều kiếp rồi, vô lượng rồi, cũng chỉ vì mê đắm. Cũng còn may là chúng ta đã tạo nhiều phước báo mới được sanh làm người, mới được nghe diệu pháp của Đức Phật. Chúng ta có đi đến đâu đi chăng nữa thì cái thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm, cứng mềm, nóng lạnh, nó cũng đi theo chúng ta đến muôn trùng khơi. Ngày nào còn có thân tứ đại thì nó luôn luôn chung. Ôi, bây giờ còn mãi thuyết pháp á. Vậy thì chúng ta hãy nhớ rằng giải thoát ở ngay khoảnh khắc thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, xúc chạm này. Nếu chúng ta có sự hiểu biết về chúng thì chấp thủ cũng ở đó, mà chúng ta hiểu biết thì giải thoát cũng ở ngay đó thôi. Thời pháp đến đây cũng vừa phải lẽ. Phước báo phát sanh nên con kính dâng đến tất cả chư đại đức tăng, kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là Đức Vua Trời Đế Thích cùng tứ đại thiên vương, các bậc thầy tổ, các bậc hữu ân, cha mẹ hiện tiền cùng thân bằng quyến thuộc, chư Dạ Xoa Long Vương Càng Các Bà, xuất sanh ngạ quỷ, phi nhân, A-tu-la, vô chú, và kính chia phước lành đến tất cả đạo hữu Phật tử. Mong cho quý vị luôn được sự an lạc tấn hóa. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân Đại Đức Tuệ Nhẫn đã giảng bài học ngày hôm nay cho chúng con nghe hiểu rõ, để cố gắng học hành theo cho được sự lợi ích. Và chúng con kính tri ân Đại Đức. Và con kính thỉnh Đại Đức chúc phúc cho chúng con được trọn vẹn phước báo. Và con kính nhân mít đến sư. Phavatu sapa mangalang rakhandu sapa devata sapa buddha sapa thamma sapa sangha nupavena sarasothi phavantu te. Tất cả phước báo hằng có đến người, xin chư thiên hộ trì đến người. Do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thanh lõi thường thường đến người. Xin cho quả có tâm tính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Và sa thú lành thai, chúng con kính tri ân Thường Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính, Đại Đức Tuệ Nhẫn cùng chư Tôn Đức đã vào rung chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới, ôn bài và học pháp. Và chúng con kính tri ân chư Đại Đức Tăng, kính mời quý Phật tử cùng cảm nhân hồi hướng. Ya Deva Ta Sam Ti Vi Hara Wa Si Ni Thu bê gà rê bô thi gà rê tà hình tà hình tà thăm ma đà đê na ba hoàn tu vô chi ta sốt thiên gà rôn tê tha vi hà ra măng đá lê thệ ra cha mát cha na hoa ca cha biết kha vô sa ra mi ca đà na ba thi u pa sa ca Gama cha de sani gama cha isara sapana puta suki tapawan tute
cha la bu cha ye pi cha an đa sam ba wa sam se đa cha ta a tha vô pa pa ti ca ni ya ni căng tham ma wa răng ba ti cha te sappe pi dukkha sa kham tu sang kha yang tha tu chi răng sa tham mô tham ma tha ra cha bút ga la sang khô tu sa mắc vô wa át tha gia cha hi ta gia cha âm hê rát khan tu sắc thẩm mô sắp bê pi thẩm ma cha ri nô út thiêm sâm pa phu ni gia ma thẩm ma ri gia pa quê đi tê. Và chúng con kính tri ân chư đại đức tăng, kính cảm ơn quý Phật tử đã quân đọc vào room nghe pháp. Kính mời quý Phật tử ngày mai vào lúc 17:30 giờ Việt Nam chúng ta trở lại vào room học pháp. Kính chào tạm biệt, cảm dân xin xuống.